Xin chào các bác ạ. Bên em tiếp tục bàn giao xe, series bàn giao xe thì hôm nay bên em bàn giao một chiếc Toyota 7FD25. Số tự động, gật gù, lốp kép. Một chiếc xe rất đẹp luôn. Con này động cơ 2Z. Động cơ 2Z Toyota em cực kỳ êm. Em mang bàn giao về Sơn Dương Tuyên Quang. Sơn Dương Tuyên Quang một chiếc 7FD25. Số tự động gật gù lốp kép, gật gù nguyên bản, lốp kép nguyên bản. Xe được sơn sửa, dưỡng theo yêu cầu khách hàng. Hôm nay thì được ngày thì bán ra cho khách hàng luôn ạ. Động cơ 2Z là động cơ trong cách lớn, cực kỳ khỏe luôn ạ. Khỏe, mạnh, êm, Toyota. Sơn Dương Tuyên Quang. Báo dầu. Bác có nhu cầu về xe nâng cũ, xe nâng nhiệt, bãi đã qua sử dụng, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật thì có thể alo xem qua online hoặc là qua bãi em xem trực tiếp luôn. Bãi ở Thuận Thành, Bắc Ninh, quốc lộ 17B, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đấy, bãi lúc nào sẵn gần trăm xe cho các bác tham khảo lựa chọn, lái thử cho các bác qua chạy thử thoải mái. Em bảo giá công khai cho các bác tham khảo. Cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng và theo dõi xe nâng nâng lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều.